Sắp em chào toàn thể các bác. Lại một mùa bẫy chim đêm 2021 chuẩn bị bắt đầu. Và hiện nay thì anh em đang bẫy tôm hú và dã giun. Hiện nay dã giun bắt đầu lắp đáp ở bên dưới bay về rồi. Cho nên các bác có nhu cầu về đồ bẫy chim đêm, ví dụ như là cái đơn ngày hôm nay con tối và ngày mai bưu điện chuyển đến sớm này, để cho các bác có đồ các bác dùng sớm nhất, thì các bác liên hệ theo số điện thoại bên trong video. Bên shop sẽ gửi tận nhà, nhận hàng, kiểm tra rồi mới thanh toán. Và có hai chương trình khuyến mại. Một là hiện nay là có tiếng dã giun mới, bác nào mà có nhu cầu thì các bác liên hệ theo số Zalo ở bên trong video đấy, là shop sẽ gửi qua Zalo về các bác tải vào trong thẻ tiếng. Cái thứ hai là khi các bác mua một cặp chiếc tép như thế này và một cái loa như kia nhá, thì bên shop sẽ tặng cho các bác cái côn. Đây là cái côn này, thì loa HQ hay là loa Trung Quốc thì cái quan trọng nhất vẫn là cái côn. Và cái côn này là cái côn đảm bảo cho các bác, cam kết cho các bác là côn này côn tốt nhất hiện nay. Riêng cái côn này thì là côn tốt nhất, kể cả những cái loại côn thông máy có khi độ bền không bằng cái côn shop tặng cho các bác. Và chương trình khuyến mại là bắt đầu từ ngày 21 tháng 8, tối thời điểm 21 tháng 8, thời điểm quay video này, cho tới hết ngày 21 tháng 9 năm 2021. Còn lưới thì nếu đối với các bác nào mới chơi nhé, thì các bác không ngần ngại, các bác cứ gọi vào số điện thoại ở bên trong video này, shop sẽ tư vấn làm sao các bác mua đồ nó hợp lý nhất. Thứ nhất là rẻ nhất, cái thứ hai là chúng ta sử dụng để bẫy được đa năng nhất. Ví dụ như là lưới chẳng hạn thì chúng ta nên sử dụng lưới bầy. Thì bên shop có hai loại là 50m và 100m. Thì các bác mới chơi thì các bác cứ sử dụng 50m trước đây. Trước đi đấy nhá. Lưới bầy hiện nay đang bẫy chích dẻ, quân bẫy dã giun. Sau đấy thì chúng ta chuyển sang chúng ta bẫy cúp biển. Bây giờ đóng cái này thì bây giờ trời tối nhưng mà tìm mắt thì cũng bị cận, cho nên các bác thông cảm, tìm nó không thấy đầu ra. Tất cả những cái đơn hàng này gửi đi cho các bác, đặc biệt là cái côn như thế này, nó bỏ ở trong hộp cái ra, cuốn bằng cái mót mềm như thế này để bảo vệ cái côn cho các bác. Bên kia thì anh trai đang đóng hàng, cũng đóng cả buổi tối để ngày mai bưu điện vào sớm để vận chuyển đi. Đây rồi, thấy đầu rồi. Ngoài côn này, loa toa này, chiếc tép ra ấy, thì các bác cần âm ly nhé, âm ly 263, loại đấy là loại huyền thoại hiện nay. Thì các bác cũng gọi điện vào bên shop hoặc là lưới. Bác nào bẫy mắt đỏ mắt xéo nhé, thì các bác lưu ý là các bác nên mua lưới 4,5cm. Các bác đừng mua lưới lắm nhé. Lưới 5-10 con thì sổng mất 6. Chỉ còn 4 con thôi. Còn lưới mất 4,5 thì các bác không phải lo. Lưới bên shop thì lưới là lưới 5 diềm 4 túi và thắt chó hai đầu cho các bác hết rồi. Về các bác việc chỉ việc sử dụng thôi. Còn đóng hàng thì bây giờ thì tiếp tục đóng hàng cho các bác. Kéo đâu nhỉ? Đây là cái loa toa này. Qua sang bên này. Thì đây là cái loa toa nha các bác nhé. Riêng loa toa này là nó hàng nhập khẩu Indo. Cho nên kể cả mưa bão thổi bay loa rơi xuống nước, các bác bẫy đi các bác lại sử dụng bình thường. Đấy, đây là cái loa toa nhé. Đây cái loa toa này các bác. Hàng toa này, hàng trâu bò rồi. Từ trước giờ cái con toa 10W như thế này thì công suất của nó tương đương với con loa Trung Quốc nhá, hàng trôi nổi là 20W. Cho nên các bác mua là cái đồ hàng mà bẫy ở trong cái môi trường nước nôi như này, các bác cứ hàng bền nhất các bác mua cho em, bỏ đầu tư một lần thôi. Còn chi phí thì nó cũng đối với các bác mới chơi ấy, thì chi phí nó không đáng bao nhiêu cả, nó chỉ trên 1,5 triệu thôi là các bác có đồ các bác dùng rồi. Em sẽ tư vấn làm sao cho các bác sử dụng nó tốt nhất nhé. Còn video thì xin kết thúc tại đây. Bây giờ thì xin phép các bác là bây giờ nóng đơn em gửi cho các bác.